xin chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay bạn mình đó, nó sẽ thực hiện cái thử thách từ cái bổng này đi qua bổng này, đây bổng này mà không chạm đất nha. Ok, đi đi quá thân đi quất. Nó mới bị vừa, nó mới chỉ lô mua trần xong mà nó lăn chỉ bò vậy. Rồi lại đi cô. Ok mình về. Rất chi là nguy hiểm. Rồi lại lần nữa đi cô, lại hai lượng nó cho mày 20 mẹ cô, 20 tiền tôi làm phụ nha cô, đi đủ không đủ hết á. Sao cảm giác gì? Rất là đau. Vãi cả đầu. Không mẹ. Bình tĩnh. Đường hơi ồn nha các bạn. Đường nhà mình hơi ồn, xe nó cứ chạy hoài à. Lại một câu slow motion. Từ từ. Quang cảm giác gì? Sợ.
Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình. Nếu còn thấy clip hay thì nhớ đến